Ôi mọi người, thì bây giờ mình đã mua xong rồi đây. Giờ về tới nhà là phải dùng cái này để lau lại những cái đồ mà mình đã mua. Rồi sau đó phải đem được nhà và để tủ lạnh nha các bạn. Lau. Mình phải lau toàn bộ. Vì mình không biết tay ai dơ ai sạch mà nắm vô đâu các bạn. Nhớ phải đeo bao tay này. Vì cái dịch cúm này á, con virus nó có thể sống trên những cái đồ vật của mình á tới 5 ngày lận các bạn. 3 ngày đến 5 ngày. Còn ngoài không khí á, thì nó có thể sống đến 3 tiếng. Và phải cách nhau là khoảng 6 feet nha các bạn. Cho nên mình phải thật là cẩn thận. Chạy phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn ơi. Thời buổi này rất là sợ. Cho nên mua đồ về là chúng ta phải lau chùi cho kỹ càng. Vì mình không biết là cái người trước đó của mình họ có bị bệnh hoặc bốc cho những cái này hay không. Bốc vào thì vô tình mình bốc vô và đem về nhà mình nó lại lây ở nhà mình nó chết. Thôi thì kỹ hơn không kỹ các bạn. Sau khi mình lau này xong thì mình sẽ vô nhà mình rửa bằng nước lại. Các bạn chỉ lau hộp bên ngoài thôi. Thì lúc người ta nắm lên nắm xuống á, mình cẩn thận chút thôi. Để cho trứng. Mình không cần phải lau từng trứng đâu nha các bạn. Mình lau hộp bên ngoài thôi. Đó. Vì không biết trước đó có ai cầm vô chưa thì mình chưa biết. Nhưng mà kệ, mình cứ kỹ một chút. Kể cả thịt nha các bạn. Đây, thịt gà nè, mình cũng phải lau. Lau cái hộp bên ngoài, lát mình vô mình rửa lại nước lại bình thường. Sau đó chúng ta phải cắt vào tủ lạnh. Rồi. Mình lau xong, bây giờ mình đi dục những cái thứ này. Đó, giờ để một chút cho nó khô các bạn. Xong mình sẽ vô rửa lại.